đi hành trình đi làm tóc của mình đó là ở mình đi một chuyến xe buýt số 3 từ quận 12 đi vô quận 1 luôn, mình xem được những cái tiệm ở ngã tư Phan Văn Trị thì có mấy tiệm san sát nhau luôn, ngã tư ga cũng có mấy tiệm nữa, nhưng mà mình đi sau đó mình đi vô thì nó chưa mở cửa nên mình đi một đến bến xe buýt Lê Lai luôn, xong cái mình đi đi về thì mình thấy ở chợ Tân Định có cái xe mấy xe lăn á, mỗi lúc mình đi mình thấy có xe lăn ở chợ Tân Định nên mình dừng nó rồi mình đi, tự nhiên mình đi mình đi cái tự nhiên mình đi lăn tơn xong cái tự nhiên gặp cái đường lên Lý Chính Thắng gì đó, cái mình rẽ vô cái thấy cái xe lăn, cái thấy quá trời người vô bên trong đó, thế là mình chui vô, thế là nó là tâm hair salon. Thì nó có gói duỗi của mình thì có 3 gói, gói 1.4, 1.6 và 3.000.000 là gói VIP đó, mình chọn 1.6. Thì 1.6 thì dưới là nó tặng cho mình một cái suất hấp thụ phục hồi trị giá 500.000 nè. Hấp khi nào chắc một tuần nữa mình đi hấp. Ở số địa chỉ là 1A Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3. Anh tặng cho cái voucher. Voucher sẽ dành cho mọi khách sạn sử dụng tất cả các dịch vụ tại trung tâm Hair Salon Group. Trung tâm. Thì hôm nay cái xong cái con vé đó thì cái trung tâm này nó rất là chuyên nghiệp. Nó có cái tầng 1 là để xoa thuốc thôi. Sau đó tầng 2 là đi gội đầu và đi ép tóc. Và tầng 3 là thì đi sấy. Cái tầng mà ép tóc với lại uống tầng ở tầng 3 thì sấy tóc thì có cái bộ sấy tóc rất là to, là nhiều máy sấy tóc lạnh đó, nó để một chùm vậy đó, mỗi lần nó quạt trời nó quạt đi, quạt từ trên cao xuống nó làm tóc mình nhanh khô. Xong rồi có 3 người nhân viên ở dưới để sấy cho cô cái tóc mình, sấy thêm sấy phụ. Sau đó tầng đó là tầng cũng rồi, sau đó xuống tầng 2 ép tóc thì ở đó có một cái bộ máy mà để uốn tóc nữa, rất là ghê luôn, rất là chuyên nghiệp, rất là xịn luôn, mà xịn sò luôn nè. Xong cái có cái bé kia kêu là có thể yêu cầu chủ tiệm cắt tóc luôn, thế là mình yêu cầu chủ tiệm cắt tóc là anh Tâm gì đây cắt tóc cho tóc cho mình luôn, cái tóc rất là thẳng luôn, cái chuyên rất là chuyên nghiệp luôn. Thế là mình kết rồi, sau đó là cái sếp này thì mới đi Hàn Quốc sáng về luôn á, mới đi Hàn Quốc về luôn, hàng gì mặc đồ như Hàn Quốc, mới đi Hàn Quốc về buổi sáng đó, cái là về cái là cắt tóc cho mình luôn, nên tặng cho mình, tặng cho những cái khách á một cái kẹo chanh muối Hàn Quốc, biết vị thế nào thì mình để cho mình cho mọi người thưởng thức. Nành, đường, mạch nha, muối, chất điều chỉnh axit, chè chanh vàng thôi. Quất đây. Đây, ăn thử. Đây, nó đây. Ăn vị thử nó thị thế nào nha. Như chanh muối vậy, ngon.